tướng tông nói ngã là gì ngã là ngã kiến cùng với phương tây nói là cùng một ý nghĩa họ chỉ nói một cái phật nói bốn cái ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái mạng là sân nhuế ái là tham ái những gì là ta tham sân si là ta thành kiến là ta bạn có những thứ này tư tưởng kiến giải của bạn liền sẽ không chính xác a la hán không có a la hán đã đoạn bốn phiền não lớn này rồi các vị phải biết tu đà hoàng đã đoạn ngã kiến rồi ngã kiến là thuộc về kiến hoặc ngã si ngã mạng ngã ái là thuộc về tư hoặc trên kinh đã nói rất rõ ràng như vậy cho nên phật pháp nói tiêu chuẩn của tà chánh là chánh giác tiêu chuẩn của chánh giác là cần phải đem bốn loại phiền não này đoạn hết Chư Phật Như Lai Pháp thân Đại sĩ là tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới lượng lớn phước lớn chúng ta phải hiểu đạo lý này dinh quang không dễ gì mà có được Người thế gian thấy diệt lợi thì mọi người đều muốn tranh giành. Người có trí huệ người thông minh luôn nghĩ hết biện pháp để né tránh. Chúng ta nhất định phải nên biết. Trong chú giải dẫn dụng một đoạn câu chuyện chu thành vương phong bá cầm làm vua nước lỗ chu công có mấy câu nói đã khai thông cho chúng ta mấy câu nói của ông được trích lục ở chỗ này đáng để chúng ta học tập ông nói con đừng vì có nước lỗ mà kiêu ngạo với kẻ khác vào lúc đó thì văn hóa của nước lỗ rất thịnh Chu Công là một đại thánh nhân Mà khổng lão phu tử cả đời rất kính ngưỡng Rất khâm phục Khổng tử là người nước lỗ vào lúc đó trình độ văn hóa của nước lỗ Thời đó rất cao Bạn nhất định không nên cho rằng Bạn là người nước lỗ mà kiêu mạn Luôn là răng dạy họ Chu Công nói Ta nghe nói Đức hạnh rộng lớn Hãy giữ lòng cung kính Thì sẽ được dinh hiển Chúng ta hãy suy nghĩ cái đạo lý này Người chân thật Có đức, có hạnh Thế nào là đức? Chúng tôi đã tổng kết việc tu học Phật Pháp Chúng tôi cũng đã viết ra 20 chữ Tôi tin là mọi người đều nhớ được rất rõ ràng. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi, đó là đức. Trong tâm thường có 10 chữ này. Đây là đức. Hạnh là gì? Nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm Phật là hạnh. Người chân thật có đức có hạnh thì biểu hiện ra bên ngoài là cung kính đối đãi tất cả chúng sanh đều là cung kính con người này chân thật là dinh hiển chúng ta thử suy nghĩ câu nói này khổng lão phu tử đã làm đến được rồi học trò tán thán đức hạnh của phu tử là ôn lương cung kiệm nhượng phu tử cung kính đối với người bất luận là người nào quyết không dám khinh mạng một người nên đã thành tựu đức hạnh của ngài ngàn năm và hăng đời người đời sau đều đem vinh quang quy về phu tử câu thứ hai đất đai rộng rãi giàu có giữ đức tánh tiết kiệm thì sẽ an ổn chào thời xưa đối với quốc gia đối với nhân dân có công phong thưởng thì phong thưởng đất đai ngày nay chúng ta đem câu nói này xem nó thành tài sản bạn có tiền tài rất lớn rất nhiều tài sản bạn có thể thủ chi dĩ kiệm tiết kiệm Thì bạn mới có thể đạt được bình an Nếu như bạn có tiền tài Đời sống của bạn xa xỉ Thì quả hại liền đến Ở Trung Quốc Một người rất nổi tiếng là Thạch Sùng Là đại phú đại quý đời sống hưởng thụ xa xỉ vô cùng đến sau cùng thân bại danh liệt ông bị giết hại tài sản bị lấy mất hết cho nên chúng ta phải tiết kiệm tiền tài là từ nơi đâu mà có do ở quá khứ và trong đời này đã bố thí tài mà có ngày xưa chúng ta thường thờ cúng thần tài thần tài là ai vậy phạm lãi hiện tại nghe nói thần tài đã đổi sang thờ quan công không biết ai đã đổi ông ấy rồi Việc này không có đạo lý Quan công là nói đến nghĩa khí Trung nghĩa Đây là danh đúng với thực Ông làm kinh tế thì không hề nghe nói qua Không hề nghe nói qua là Quan công đã từng làm bộ trưởng tài chánh Hay làm bộ trưởng kinh tế Không hề nghe nói qua Cái năng lực làm kinh tế của ông Thì chúng ta chưa nghe nói qua Phạm lại Bạn xem qua lịch sử Phạm lại giúp đỡ Việt vương câu tiễn Đánh bại nước ngô Ông biết được Con người của Việt vương Là chỉ có thể cùng quản nạn Không thể cùng phú quý Ông một lòng trung vì nước Không vì chính mình Sau khi quốc gia phục hưng Ông biết mình không thể tự chức được Việt vương sẽ không đồng ý nên ông len lén trốn đi bỏ ra đi thay tên đổi họ ra đi làm kinh tế buôn bán không bao lâu thì ông phát tài to sau khi phát tài ông đem tài vật có được hết thảy đều đem đi bố thí hết cứu tế người bần khổ sau đó từ buôn bán nhỏ lại từ từ làm lên ba lần phát tài ba lần đem phân chia hết đời sống chính mình tiết kiệm giúp đỡ xã hội cho nên đời sau chúng ta biết được ông là người quản lý tài chính thành công là tấm gương tốt của xã hội cho nên đã thờ cúng tôn ông làm thần tài Ý đồng...